Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thính giả và chư quý đồng đạo kính mến, Mười Điều Ơn là một tác phẩm để đời của tác giả Thiện Tâm, được nhiều người mến mộ xem coi và học thuộc vì phù hợp với lời Đức Thầy chỉ dạy: vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Nên hôm nay chúng tôi xin chân thành đọc lại, ghi âm vào băng đĩa, hầu được phổ biến rộng rãi khắp các tầng lớp trong xã hội hiện nay. Mong quý vị hoan hỷ lắng nghe và thực hiện theo đây để hoàn thành đạo hiếu. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo ban ân lành cho toàn thể chúng sanh sớm hoàn thành Phật đạo. Nhân sanh hiểu nghĩa phải đền xong, mới rõ cháu con giống lạc hồng. Ơn mẹ sanh thành so tờ núi công cha, dưỡng dục sanh dưỡng sông. Chuyện xưa để thuân nên ngôi cả, tích cũ để xa đắc đạo thông. Kinh điển lưu truyền gương Phật thánh, nhờ lòng hiếu thảo được nên công. Kính thưa quý vị, cây có cội, nước có nguồn, con người sở dĩ có thân là nhờ ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục. Vậy bổn phận làm con lúc nào cũng phải nhớ ơn cha mẹ để lo đền đáp cho tròn câu hiếu thảo. Thế nên hôm nay chúng tôi xin trình bày về 10 điều ơn của người con phải thọ nơi cha mẹ. Như trong sấm giảng Đức Thầy có khuyên: vẹn 10 ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Căn cứ theo đây, Đức Huỳnh Giáo Chủ khuyên rằng bổn phận làm con lúc cha mẹ còn sanh tiền phải lo đền đáp công ơn sanh dưỡng cho tròn vẹn. Nam mô A Di Đà Phật. Ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, phần làm con chẳng phúc nào quên. Sớm hôm cố gắng đáp đền tròn câu hiếu thảo mới nên thánh hiền. Kinh Phật đã chép biên chỉ dạy có mười ơn vĩ đại cao dài. Nhất là nghe mang lấy bào thai mẹ hiền xác thể không ngày nào yên. Sự ăn uống cử kiên đủ thứ, nằm đứng đi cũng giữ nhẹ nhàng. Tóc tai chẳng muốn điểm
trang. Thân hình luôn chiều giò vàng kém suy. Ơn thứ nhất là thập ngoạn hoài thai, nghĩa là 10 tháng cưu mang. Trong lúc thọ thai, bà mẹ phải quên ăn mất ngủ như người có bệnh, lo tính từ ngày, giữ gìn kỹ lưỡng, không dám đi mau động mạnh, dường như đeo thêm túi nặng vào mình, trông thật là khó nhọc. Ơn thứ nhì đến kỳ khai nở, phải một phen kính sợ hải hùng. Hải nhi chòi đạp tự tung, làm cho thân mẹ muôn trùng đớn đau. Cảnh huống này kể sao cho xiết, khi sản sinh tinh huyết nó dầm về. Mặt tình thân nghe mẹ nghe thảm thê, miễn sao con được trăm bề vẹn xong. Đến ơn thứ ba là sanh tử vong ưu, nghĩa là sanh được con mừng mà quên tất cả sự lo buồn. Trải qua một lúc kinh tâm đau đớn, bà mẹ sanh được đứa con ra, trông thấy nó được đầy đặn vuông tròn thì vui mừng không xiết mà quên đi tất cả sự lo buồn. Ơn thứ ba vừa trông thấy trẻ, ra khỏi lòng thì mẹ hân hoan, quên điều đau đớn gian nan, quên hồi còn lúc cứu mang tháng ngày. Nào khác thể sang ngay gánh nặng, cũng dường như ai tặng ngọc vàng. Tâm hồn thơ thới nhẹ an, nói mừng không thể luận bàn hết đâu. Đến ơn thứ ba là sanh tử vong ưu, nghĩa là sanh được con mừng mà quên tất cả sự lo buồn. Trải qua một lúc kinh tâm đau đớn, bà mẹ sanh được đứa con ra, trông thấy nó được đầy đặn vuông tròn thì vui mừng không xiết mà quên đi tất cả sự lo buồn. Ơn thứ tư dạy dầu mẹ chịu lo nuôi con chẳng thiếu chẳng sai, cam đành ăn đắng nuốt cay, ngọt bùi phần trẻ không ngày nào lơi. Miễn cho con được thời mạnh khỏe, luôn ăn chơi là mẹ vui lòng. Dầu cho gặp lắm mặn nồng, phận làm cha mẹ chẳng
hồng thở than. Đến ơn thứ tư là yến khổ thổ cam, nghĩa là uống đắng nhổ ngọt. Lòng mẹ thương con vô hạn, không lẫn tiếc món gì. Mẹ có thể ăn đắng nuốt cay, nhịn miếng ngọt bùi để nuôi con cho được đầy đủ. Dầu có thèm khát, mẹ cũng cam tâm. Ơn thứ năm, mẹ đang ngon giấc, bồng nhiên con phóng vật uế nhờ. Đêm hôm tâm tối bất ngờ, mẹ đành thay nghỉ chỗ dơ ước dầm. Nhường cho con được nằm bên ráo, khi gặp cơn rét nghe bão mưa lạnh lùng, để con ấm áp thùng dung. Riêng phần của mẹ ở lạnh lùng kể chi. Đến ơn thứ năm là hồi can tự thấp, nghĩa là nhường chỗ khô nằm chỗ ướt. Trong lúc đêm hôm tăm tối mẹ đang ngon giấc, bỗng đứa con phóng uế trên giường, thì mẹ vẫn an nhiên nằm chỗ ướt nhường chỗ khô cho con. Gặp phải lúc mùa đông giá rét, mẹ lo đùm bọc đắp phủ cho con được ấm áp. Còn riêng mẹ dù có lạnh lẽo, mẹ cũng yên lòng. Ơn từ sau những khi bú mớm, cùng dưỡng nuôi hôm sớm mỗi ngày. Món ăn thức uống nào sai, máu hòa làm sữa nuôi rài hài nhi. Nếu chẳng mai gặp khi nghèo túng, cha chạy lo như làm lùng tới bời. Đêm ngày hao sức tổn hơi, chịu phần đói khát để thời nuôi con. Đến ơn thứ sáu là nhũ bộ dưỡng dục, nghĩa là bú mớm và nuôi nấng. Sanh đứa con ra, bà mẹ lo từ miếng ăn thức uống cho mình, cốt là để có sữa cho con bú. Còn cha thì lo làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi con cho đến lúc trưởng thành. Ơn thứ bảy lại còn hơn nghe nữa, vật uế nhờ giặt rửa mỗi ngày. Những khi tiểu tiện ra ngoài, mẹ cha bồng ấm chẳng này thui hôi. Có lắm kẻ lớn rồi quên làng, nuôi mẹ cha tinh than tính ngày. Thêm còn nhiều tiếng đắng cay, sao không chết phức sống hoài làm chi. Đến ơn thứ bảy là tẩy trạc bất tịnh,
nghĩa là rửa ráy mọi điều dơ bẩn. Cha mẹ chẳng nài sự thúi hôi dơ dáy, nào quần áo chiếu chăn, nào là những khi đứa con tiểu tiện, cha mẹ đều giặt rửa không kể ngày đêm. Ôi, với điều này, khi cha mẹ già yếu, biết người con có nuôi lại được như vậy chăng? Ơn thứ tám vậy thì kể ha tiếp, khi người con có dịp đi xa, mẹ cha đứng tựa cửa nhà, ngóng trông con trẻ xót xa như can tràn. Tâm hồn mãi mơ màng dơ dần, tư tưởng luôn quanh quẩn bên con, xác thân già yếu hao mòn, bởi chừng qua đổi thương con mới là. Đến ơn thứ tám là diễn hành ức niệm, nghĩa là con đi xa thì cha mẹ nhớ tưởng. Khi con đi vắng, cha mẹ ngày đêm canh cánh ngóng trông, còn ở chỗ nào tư tưởng của cha mẹ nương theo chỗ đó, sự nhớ nhung ấy không bao giờ phai lợt mà lại càng ngày càng khắc sâu thêm nữa. Ơn thứ chín kể ra thảm thiết, vì nuôi con tạo việc chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp sau. Khi bỏ xác hồn vào địa ngục, chịu muôn điều câu thúc phạt răng, nghĩ thương cha mẹ vô ngần, vì con mà phải trầm thăng sáu đường. Đến ơn thứ chín là dị tạo ác nghiệp, nghĩa là vì con mà nhiều khi cha mẹ làm điều chẳng lành. Đã sanh được đứa con, cha mẹ không thể nào ngồi yên để nhìn con chịu đói khát rách rưới. Như khi gặp cảnh giàu sang thì chẳng nói làm chi, nếu chẳng may gia đình nghèo khổ thì cha mẹ vì muốn bảo dưỡng đứa con mà nhiều khi tạo ra ác nghiệp, hoặc phạm tội đạo tặc, tham lam, sát sanh chẳng hạn, để rồi chịu lấy quả khổ sau này. Ơn thứ mười tình thương cao cả của mẹ cha thật quá sâu dài, trong đời có một không hai, so cùng biến rồng sanh tài non cao. Phận làm con sớm mau đền trả, vừa dưỡng nuôi vừa khá tu thân, sống toàn cũng phụng ân cần, thác thời cầu đăng gửi thân liên đài. Đến ơn thứ mười là cứu cánh lân mẫn, nghĩa là cha mẹ thương con không có cái thương nào bằng. Tình thương của cha mẹ đối với con cái thật là vô lượng vô biên, gần con thì lo dưỡng nuôi dạy bảo, xa con lại thương nhớ ngóng trông. Nếu chẳng may có đứa con nào tật nguyền xấu xí
cha mẹ càng thương xót vô cùng. Cha mẹ đã 80 tuổi cũng còn để tâm thương lo cho đứa con 60 tuổi. Kính thưa quý vị, 10 điều ơn vừa kể qua, xét thấy công lao của cha mẹ thật là sánh tài non biển, phận làm con biết lấy chi đáp lại cho vừa. Tục ngữ có câu: lớn non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu tử. Và câu: công cha như nuôi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước Nga trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới làm đạo con. Vậy bổn phận làm con muốn vẹn tròn câu hiếu thảo thì mỗi người cần ghi nhớ 10 điều ơn vào thâm tâm để sớm lo đền đáp. Lúc cha mẹ còn đang sanh tiền thì lo cung cấp từ miếng ăn, thức mặc cho đến chỗ ở được chu toàn, vâng lời dạy bảo của cha mẹ và hằng khuyên cha mẹ làm việc phước nhân, tránh điều tội lỗi. Còn khi cha mẹ quá giảng thì ráng tu cầu cho linh hồn được siêu sinh về cõi thọ, thoát nẻo trầm luân như Đức Thầy đã từng chỉ dạy. Ở ăn cho vẹn 10 ơn, cánh tình hiền đức gặp cơn khải hoàng. Và câu: ráng tu đắc đạo cứu cứu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Ngọ đáp ơn dài công sáng tạo, cho ta hình dốc học cơ quy. Kính thưa quý vị, về 10 điều ơn tôi lược giải đến đây đã dứt. Kính chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật.